Joyce Phạm bước vào hành trình lấy lại dáng khi sinh con lần hai. Rich Kid vẫn nằm thang chừa muối. Mình để lên cái phần mà mình mới xăm xong, để xong mình già, tí mình thấy hết bớt nóng rồi. Joyce Phạm không còn là tên tuổi xa lạ với người hâm mộ. Cô là Rich Kid thứ thiệt với gia thế vô cùng khủng. Sau thông báo đã sinh em bé thứ hai, Rich Kid sinh năm 1999 càng được cộng đồng mạng nhắc đến nhiều hơn. Cụ thể, trên Instagram Story của mình, Joyce Phạm đã đăng tải loạt đồ nghề hỗ trợ bản thân nhanh lấy lại vóc dáng. Theo đó, đây vẫn là phương pháp được cô sử dụng trong lần sinh con đầu lòng. Không tiết lộ chế độ ăn, nhưng cô sẽ duy trì việc nằm thang, chườm bụng và chườm mắt đều đặn mỗi ngày. Bà mẹ hai con còn nói vui, lâu lắm rồi mới gặp lại bạn đồng hành một tháng. Theo đó, ngoài phần body, cô cũng chú trọng đến nhan sắc của mình. Dù được nhận xét không bị phá nét trong thời gian mang thai, nhưng ít nhiều Rich Kid sinh năm 1999 cũng có sự thay đổi so với trước đây. Cô lý giải thêm việc chườm mắt sẽ giúp không sưng, phù, bụp, giảm mờ mắt, giảm thâm, giảm nếp nhăn. Cận cảnh quá trình về lại dáng sau sinh con đầu lòng từng được người đẹp sinh năm 1999 chia sẻ cụ thể trên YouTube cá nhân. Theo đó, cô không ngại để lộ mặt mộc, mặc đồ bộ đơn giản tại nhà. Dù vậy, sự tươi tắn cởi mở của người đẹp vẫn tạo được thiện cảm lớn với người xem. Quá trình về lại dáng của Rich Kid sinh năm 1999 được xem là thần tốc, vô cùng đáng nể ở Biết. Theo đó, đúng một tháng sau sinh em bé đầu lòng, Joyce Phạm đã thoải mái đi du lịch, mặc đồ bơi, khoe body nuột. Ngoài ra, dù làm mẹ sớm nhưng cô được khen ngợi khá khéo trong việc sinh chăm con. Chưa biết cận cảnh vóc dáng sau sinh em bé thứ hai sẽ như thế nào, nhưng quá trình bầu bì thăng hạng nhan sắc của cô thì không ai có thể phủ nhận. Người đẹp liên tiếp trình làng các bộ ảnh bầu, đánh dấu quá trình lớn lên của con gái bé Chela. Trên trang cá nhân, cô đăng tải hình ảnh thả dáng trong không gian phòng ngủ của mình, không đến studio hay có ekip chuyên nghiệp làm hình ảnh như mọi lần, nhưng Joyce Phạm vẫn vô cùng cuốn hút. Tại đây, cô mặc thời trang giấu dáng với bộ áo oversize và quần short ngắn bên trong. Nhìn đơn giản nhưng đây là thiết kế của nhà mốt Gucci có giá không dưới 10 triệu đồng. Điều người hâm mộ khen ngợi Joyce Phạm hơn cả trong hình ảnh này là trình độ giấu bầu đỉnh cao. Theo đó, dù đang ở tháng cuối thai kỳ, nhưng khi mặc bộ đồ rộng, vòng hai của người đẹp lại làm mất tâm. Những ai không theo dõi Rich Kid từ trước cũng khó lòng biết được thời điểm đó cô đang ở tháng cuối thai kỳ. Trước đó, Joyce Phạm nhiều lần khoe trình giấu bầu của mình vốn có vóc dáng nhỏ nhắn, nên chỉ cần chuyển sang mặc các bộ cánh dán rộng hay xếp tầng bồng bềnh cũng đủ để mỹ nhân sinh năm 1999 cosplay cô nàng độc thân. Joyce Phạm thực hiện bộ ảnh hóa quý cô Chanel, vẻ ngoài thanh lịch dịu dàng của mỹ nhân sinh năm 1999 nhận nhiều lời khen của công chúng. Theo đó, Joyce Phạm cũng khéo diện màu áo có phần tay bồng, làm người đối diện nhìn thấy cô trở nên nhỏ nhắn hơn. Tuy nhiên, Rich Kid cũng có rất nhiều bộ ảnh mặc đồ ôm, thậm chí là các thiết kế crop top để lộ vòng hai thiêng liêng. Cô bày tỏ mình cảm thấy may mắn vì không bị trạng da hay sắc vóc thay đổi quá nhiều. Điều này cũng trở thành động lực để con gái mình nhựa chăm thực hiện các khung ảnh kỷ niệm hơn trong quá trình mang bầu lần thứ hai. Chồng Joyce Phạm Tâm Nguyễn thậm chí gọi bà xã là hoa hậu. Điều này thể hiện Tâm Nguyễn là người tâm lý, anh khéo léo để vợ có thêm niềm vui trong thời gian bầu bì. Ngoài ra cũng cho thấy sự xinh đẹp đến cả người nhà còn phải ghi nhận của Joyce Phạm. Sau những cập nhật của Rich Kid, dân tình càng mong chờ hình ảnh sau thời gian ở cử của cô. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện Ảnh.net là nơi dành cho bạn.